Tháng 7 là tháng cô hồn với nhiều điều kiêng kỵ và chú ý, trong đó có lễ cúng rằm không thể thiếu được. Bạn đã biết cách cúng rằm tháng 7 tại nhà để hóa giải mọi tai ắt, mang lại bình an và may mắn cho gia đình chưa? Cùng theo dõi với lịch ngày tốt nhé! Theo giáo lý nhà Phật, tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, mọi người cần chuẩn bị 4 lễ cúng rằm tháng 7, gồm có lễ cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên và lễ cúng ký thực cô hồn. Ngoài lễ cúng Phật, cúng thần linh để cầu phúc cho gia đình, lễ cúng gia tiên để siêu độ cho tổ tiên đã khuất, người Việt còn có lễ cúng cô hồn, bố thí cho các vong hồn vất vưởng, sa cơ lỡ vận không nơi nương tựa, chịu nhiều oan trái. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người chỉ biết đến 4 lễ cúng này chứ chưa hẳn đã thông tỏ thứ tự thực hiện cũng như cách cúng rằm tháng 7 tại nhà sao cho vừa đúng vừa đủ để hóa giải mọi tai ách và mang điều tốt lành đến với gia đình mình. Vậy nên hiểu cúng rằm tháng 7 như thế nào cho đúng? Việc cúng rằm tháng 7 tại tư gia nên thực hiện theo các khóa lễ sau: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng ký thực cô hồn và phóng sinh. Trong ngày rằm tháng 7 theo lịch âm, nếu có điều kiện, các gia đình có thể lên chùa làm lễ vu lan, cầu siêu tỏ lòng báo hiếu tới cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Sau đó, về nhà làm lễ cúng Phật, lễ cúng thần linh và lễ cúng gia tiên. Ba lễ này sẽ được làm lần lượt vào ban ngày. Riêng lễ cúng thí thực cô hồn thì nên thực hiện vào buổi chiều tối. Nếu không muốn cúng cô hồn tại nhà thì có thể nhờ nhà chùa làm giúp lễ này. Sau đây, kênh Tùng Phạm sẽ chia sẻ cụ thể với các bạn về thứ tự làm lễ cúng rằm tháng 7 tại nhà như sau. Một, lễ cúng Phật. Nơi đặt lễ. Với lễ cúng Phật thì mâm lễ phải được đặt ở nơi cao nhất, bên trên tất cả các mâm cỗ khác. Hoa tươi dâng lễ. Thông thường thì hoa dâng Phật sẽ là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu. Tuyệt đối không dùng các loài hoa tạp, hoa dại khi cúng rằm tháng 7. Mâm cỗ cúng. Cách cúng lễ rằm tháng 7 với mâm cỗ dâng lên Phật rất đơn giản. Gia chủ có thể chuẩn bị một mâm cơm chay hoặc mâm ngũ quả để cúng Phật. Sau lễ cúng thì thụ lộc tại nhà. Cách khấn vái. Khi làm lễ, tốt nhất bạn nên đọc một khóa kinh, có thể là kinh Vu Lan để hồi hướng công đức cho người thân trong quá khứ, xin thần Phật phù hộ cho họ được giải thoát, được siêu sinh. Đọc kinh xong, gia chủ cúi đầu lạy Phật, dâng lễ, tạ ơn, cầu xin và hứa nguyện. Bạn cũng có thể tụng kinh niệm Phật, học thêm những bài khấn Phật để tỏ lòng thành. 2. Lễ cúng thần linh. Xét về cách cúng rằm tháng 7 tại nhà thì hai lễ cúng thần linh và lễ cúng gia tiên có thể được thực hiện song song với nhau. Vào ngày rằm 15, 7, khi đến lễ xá tội vong nhân, ngoài lễ cúng Phật thì người ta còn làm tại nhà lễ cúng tạ ơn các thần linh và lễ cúng gia tiên để tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát và phù hộ cho con cháu đời sau. Và cũng vào ngày này, người ta thường làm một lễ cúng tạ ơn các thần linh và một mâm tưởng nhớ ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các vong hồn siêu thoát và cầu bình an cho gia đình. Với lễ cúng này, mâm lễ có thể là mâm cơm mặn, nhưng thường cúng lễ chay thì sẽ tốt hơn. Nơi đặt lễ. Lễ cúng thần linh đặt dưới lễ cúng Phật. Mâm cỗ cúng thần linh. Theo phong tục của dân tộc Việt Nam thì lễ cúng thần linh sẽ có gà trống nguyên con, xôi hoặc bánh chưng, còn có cả bình hoa, trái cây, rượu, nước. 3. Lễ cúng gia tiên. Nơi đặt lễ. Lễ cúng gia tiên được đặt dưới lễ cúng thần linh. Mâm cỗ cúng gia tiên. Với mâm cỗ này thì việc cúng chay hay mặn tùy theo hoàn cảnh và sở nguyện của gia chủ, không quá cầu kỳ. Mâm cỗ cúng gia tiên ngày rằm tháng 7 nếu là cỗ mặn thì thường có đủ các món như xôi, gà, các món xào và canh như các mâm cỗ hoàn chỉnh khác. Ngoài ra sẽ có thêm tiền vàng cũng như những vật dụng bằng vàng mã dành cho người cõi âm. Những đồ này được sắm sửa tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của gia chủ, nhưng thường sẽ có đủ quần áo, mũ nón, giày dép. Nếu gia đình kinh tế khá giả có thể sắm thêm các vật dụng khác như nhà, xe, trang sức, điện thoại để người cõi âm có được cuộc sống đầy đủ và tiện nghi như chốn dương gian. 4. Lễ cúng chúng sinh. Cúng chúng sinh hay còn gọi là cúng thí thực cô hồn.
Nếu bạn chưa rõ về cách cúng rằm tháng 7 tại nhà thì nên tìm hiểu ngay, đặc biệt ngoài những lễ cúng Phật, cúng thần linh và cúng gia tiên thì dịp này không thể thiếu được lễ cúng chúng sinh. Nơi đặt lễ, lễ cúng chúng sinh nên đặt ngoài trời, trước cửa chính ngôi nhà. Mâm cỗ cúng chúng sinh gồm có tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ, tiền chúng sinh, tiền trinh, hoa, quả 5 loại 5 màu, ngũ sắc, bỗng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc, kẹo bánh, tiền mặt, tiền thật, các loại mệnh giá. Nếu cúng thêm cháo thì thêm mâm gạo muối, 5 bát, 5 đôi đũa hoặc thìa. Tuyệt đối không cúng xôi, gà. Khi rải tiền vàng ra mâm, để 4 hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng từ 3, 5, 7 cây hương, bày lễ và cúng ngoài trời. Nếu gia đình bạn không muốn cúng chúng sinh tại nhà vì lo ngại mời cô hồn về nhà thụ lễ xong không biết mời đi bằng cách nào, sợ vong hồn ở lại quấy quả thì có thể làm lễ này tại chùa, nhờ nhà chùa chuẩn bị và tham gia cúng lễ tại đó.